với mọi người mà cô chú anh chị chưa sơn cái gáo mà để ra ngoài nắng á, thì nó sẽ gây nứt gáo nha mọi người. Lúc còn nhỏ nè mọi người, bây giờ nó đã khô rồi nè, mình xử lý nó, dọn vệ sinh cho nó. Thế này thì chúng ta phải tiến hành cắt nó đi nè, cắt những cái bẹ khô này đi ha. Hôm trước thì mình cắt hơi nhiều hơn chút mọi người, khoảng tầm ngang đây ha. Đó, mọi người cắt sát xuống luôn. Rồi, mến chào quý bà con, cô bác anh chị mình đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh, nơi chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi nuôi dưỡng cũng như trồng cây dừa bonsai nha. Thì hôm nay thì Linh sẽ làm một cái clip là cách ôm dừa như thế nào để hướng dẫn cho những cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh. Mua về chơi mà chưa biết cách ôm như thế nào thì mình sẽ làm cái clip này chi tiết để cho mọi người xem và mọi người làm theo, bảo đảm mọi người sẽ ôm được những trái dừa lên mọng khỏe và sẽ có những cây bonsai thành phẩm. Thì sắp tới đây thì Linh sẽ ra những clip dày đặc chỉ hướng dẫn từ A đến Z cho mọi người để mọi người biết cách làm ra một cây bonsai như thế nào. Thì mỗi một clip thì Linh ra thì sẽ có một cái chủ đề khác nhau, cũng có những giai đoạn khác nhau để mình biết cách xử lý cây dừa như thế nào để cho nó thành phẩm mà ok nhất và đẹp nhất. Bây giờ mọi người cùng theo dõi nha. Hôm nay thì mình hướng dẫn cái cách ôm. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cận cảnh và nói rõ chi tiết để cho mọi người làm sao để mọi người xem, để mọi người làm đúng cách nhất để cây dừa phát triển tốt nhất nha mọi người. Rồi, mời mọi người cùng xem nha. Rồi, đây mọi người, thì mình có đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để hướng dẫn mọi người ôm nè. Mình có hai cách ôm nha mọi người. Một là mình sẽ ôm trong giá thể sơ dừa. Hai là mình sẽ ôm trong nước, gọi là ôm thủy canh, và trồng trong thủy canh, rễ nó mọc ra rất là đẹp mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách ôm trong giá thể trước nha. Thì mọi người khi mua phôi về bên Linh cung cấp thì Linh đã đánh bóng sẵn sàng ok hết rồi. Đây mọi người xem. Đó, mọi người chỉ về là mọi người có thể sơn, hoặc là mua BU về sơn trước, hoặc là để mình ôm lên có rễ rồi mình sơn cũng được mọi người. Đó, rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp theo. Thì khi mọi người nhận được phôi, hoặc là cô chú anh chị nào mà không có ủng hộ phôi bên Linh mà cũng muốn chơi dừa bonsai, có thể xem được cái clip này, cũng thể làm theo y vậy. Thì một cái trái dừa mình lọc ra nó đã có mầm như thế này rồi. Nếu chưa có mầm thì mình ôm, mình có cái cách ôm thì trên kênh của Linh thì có chỉ cách ôm nha. Còn mọi người mà cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh thì về thì đã có mầm mọng như thế này rồi, thì chỉ cần để giữ nguyên. Mọi người không được lọc bỏ cái cụm ở trên này nha, để giữ ẩm để bảo vệ cái mọng. Tại nó còn non thì nó có dễ bị những con trùng này kia cắn phá mọi người. Thì mọi người lấy phôi bên Linh về. Thì phôi đánh bóng như thế này thì tốt nhất thì mọi người hãy mua BU, sơn BU, hoặc là sơn, mọi người thích sơn sơn gì cũng được. Mình sơn lên trước để chống nứt gáo mọi người. Đó. Thì khi mọi người đã lấy cái phôi như thế này về thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho mình, cho Linh là một cái chậu đen như thế này, bỏ giá thể sau dừa vô. Mọi người có thể trộn chung với chấu để cho nó thoát nước tốt hơn, hoặc là không trộn để sau dừa không cũng được. Nhưng mà một điều lưu ý là mọi người mua sau dừa về thì nên xả nước vài lần, 5-10 lần gì đó, một để 2 ngày 3 ngày xả 5-10 lần. Đó, để cho nó ra cái chất mủ ở trong cái sau dừa nha mọi người, là cây nó sẽ tốt hơn. Thì đây mọi người cứ bỏ vô chậu đây, để mình quay cận lại cho mọi người xem. Rồi đây, mọi người cứ bỏ vô trong chậu như thế này. Đó, mọi người để dư cái cụm này lên một ít nha mọi người, như thế này. Đó, này mình lấy hơi ít cái sau dừa, nhưng mà mọi người nhìn cũng biết rồi ha. Thì mình để đây, bên đây sau dừa bít hết nha mọi người, dư cái cụm này lên một chút như thế này, hoặc là có thể thấp xuống một chút nữa cũng được. Đây, đó, như thế này, mọi người thấy rõ chưa? Đây, nó như thế này. Rồi mọi người cứ tưới nước giữ ẩm cho nó.
tưới ít nước thôi mọi người. Mà ở nhà có những cái bình xịt cây kiểng á, thì mọi người xịt sương 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 để làm sao thấy cái sâu dừa này có độ ẩm là được. Tưới nhiều quá là nó úng mọng hư nghe mọi người. Rồi xong là mọi người muốn phát triển ok hơn nữa thì mọi người cứ đem cái chậu ra để cái nơi có ánh nắng, mà ánh nắng nhẹ thôi nghe mọi người, đừng có nắng quá. Rồi cứ mỗi ngày mọi người rảnh thì ra xịt nước giữ ẩm cho nó 2-3 ngày cũng được, tại vì sâu dừa nó giữ ẩm rất là lâu. Rồi từ từ cây nó sẽ phát triển lên cao, là tới giai đoạn cao nữa mình sẽ có những cái clip và chỉ mọi người xử lý lúc mà nó lên cao nữa người. Tầm khoảng bao nhiêu đây, 1 lá 2 lá là bắt đầu mình xử lý tiếp đó. Mọi người cứ theo dõi kênh của Linh và Linh sẽ chỉ tận tình tất cả từ A đến Z cho mọi người làm sao để ra được một cây thành phẩm ok nha mọi người. Đó, đây là cái cách ôm giá thể sâu dừa. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người qua cái cách thứ hai, là cái cách ôm trong thủy canh nha mọi người. Rồi đối với cách ôm thủy canh thì cũng rất là dễ thôi mọi người. Thì mọi người dùng một cái lọ hoặc là một cái chai hoặc là một cái chậu thủy tinh. Mọi người muốn cố định luôn thì dùng một cái chậu thủy tinh, mình ôm xong là gửi mọc trong đó là cây phát triển, mình xử lý là mình chơi luôn nha. Thì cái cách ôm thì rất là đơn giản, thì mọi người cứ để vô nước. Mọi người nếu mà muốn gáo chống ngược thì cứ để như thế này. Cái ngù này nó còn là mọi người, nó sẽ hút ẩm lên, cung cấp cho cái mọng độ ẩm nó sẽ mọc lên. Mọi người có thể để ngang như vậy, để ngang như vậy. Mà đối với cái chậu hoặc là cái lọ lớn hơn, cái này mình chỉ làm ví dụ cho mọi người xem thôi. Mọi người nhớ là phải quấn cái miếng vải như thế này đó, tại vì mình để ngang thì nước của nó là nó không hút lên được. Cái miếng vải thun nha mọi người, miếng vải nào hút nước được, mọi người quấn như thế này, nước nó sẽ hút từ đây lên đây giữ ẩm cho cái mọng, từ từ nó sẽ phát triển lên mọi người đó. Còn đối với mọi người mà cô chú anh chị chưa sơn cái gáo mà để ra ngoài nắng á, thì nó sẽ gây nứt gáo nha mọi người. Thì chúng ta có một cách như thế này, chúng ta dùng những cái miếng vải như thế này quấn kích kín cái gáo lại đó, dẫn chừa một miếng này xuống dưới để cho nó hút ẩm lên nè mọi người đó. Đó mọi người biết biết cách làm chưa? Đó rất là dễ mọi người, cứ để như thế, rồi để nơi có ánh nắng nhẹ, mình thấy nước nó giật thì mình cung cấp nước thêm cho nó, thì cây nó sẽ phát triển ok thôi. Vậy là mà Linh đã hướng dẫn mọi người hai cách ôm. Một là ôm trong thủy canh, là ôm trong nước. Hai là ôm trong giá thể sâu dừa. Mọi người, quan trọng nhất là mọi người nên đậy cái gáo này nè và cái miếng vải này để cho nó hút nước thì nó mới phát triển được nha mọi người. Đó, tốt nhất thì mọi người lấy phôi bên Linh về, hoặc là cô chú anh chị ở nhà có cho phôi sẵn thì mình lột ra mình chơi, mình đánh bóng như thế này, mình sơn trước đi là nó chống nước gáo nha mọi người. Mình sơn bằng nước sơn BU hoặc là BU pha sẵn, hoặc là BU mà mình mua lít về mình pha với xăng đó mọi người. Thường thì Linh xài BU pha sẵn, mọi người ra tiệm sơn á nó BU pha sẵn, mọi người có thể sơn màu hoặc là không màu thì mọi người thích cái nào. Ngoài đó có bán hết nha mọi người. Rồi vậy là clip của mình hướng dẫn mọi người đến đây cũng tạm dừng mọi người. Thì Linh cũng mới ra một cái clip để hướng dẫn cô chú anh chị mình mua phôi bên Linh cách ôm trong nước cũng như ôm trong giá thể như thế nào. Thì hôm nay thì Linh lại làm thêm một cái clip nữa. Thì đến khi mọi người ôm được cái cây như thế này thì mình nên xử lý như thế nào là tốt nhất. Thì ngay sau đây thì mình sẽ quay cận lại và hướng dẫn mọi người chi tiết xử lý như thế nào khi cây dừa lên như thế nào nha mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Rồi đây mọi người, khi cây dừa chúng ta đã lên như thế này, nó vừa lú một lá hoặc là nó vừa lú chút xíu thôi. Cây này thì mình hơi cao, mình lấy cái mẫu hơi cao, nó vừa lú chút xíu như đây cũng được mọi người. Đó thì mình bắt đầu xử lý nha mọi người. Mọi người có thể dùng lưỡi lam hoặc là dao mổ bên y tế. Đây là mình đang dùng cái dao mổ bên y tế mọi người. Mọi người có thể ra tiệm thuốc tây mua thì có rất là nhiều nha. Giá thành thì không cao đâu, lưỡi có mấy ngàn thôi. Mọi người cắt, trước tiên là mọi người cắt như thế này để mình lấy nét cho mọi người xem. Đây
Những cái bẻ dưới này thì mọi người cắt bỏ đi. Mọi người dùng dao cắt nhẹ nhàng, đừng cho phạm bơi vô bên trong nhiều nha. Đó, những cái bẻ này nó ôm cái mọng lúc còn nhỏ nè mọi người, bây giờ nó đã khô rồi nè. Mình xử lý nó, dọn vệ sinh cho nó. Rồi, đối với cái này thì mọi người cắt luôn. Có thể cây dừa, có thể có những cây dừa là những cái bẻ ôm này nó rất là nhiều, nhưng mà mọi người mấy cái bẻ dưới này là mọi người cắt hết. Đó, mọi người thấy không? Đó, mọi người cắt đừng sát quá nha. Cái nào khô thì mình cắt sát, cái tươi thì mình cắt chừa một ít như thế này để nó không ảnh hưởng tới cái mọng non bên trong. Nếu cây dừa có 4-5 cái bẻ ôm như thế này thì mọi người cắt hết, chỉ chừa 2 bẻ trên đầu này thôi nha. Tất cả là chừa 2 bẻ trên đầu hết. Đó. Trên đây là mọi người xử lý như thế nào? Thì đây. Đó, mọi người gọc ra cho Linh. Đây. Mọi người xé ra, mọi người xé nhẹ tay thôi, vừa tới thôi nha mọi người. Đừng có xé vừa tới cái mí mình vừa cắt đây nè. Xé quá thì nó vô trong non thì nó sẽ không bảo vệ được cái đọt non bên trong nha. Đó, mọi người cứ gọc ra. Đó, mọi người cứ gọc ra để đây. Gọc ra như thế này. Đó. Gọc nhỏ ra, gọc nhỏ nhỏ ra. Tước nhẹ xuống. Tước nhẹ xuống như thế này. Rồi, mọi người cứ để im đây. Khi nào khô mình mới cắt tiếp nữa nha mọi người. Chứ mọi người cắt luôn là cây sẽ mất sức nha. Rồi, cái này mình cũng gọc như thế. Tác dụng của gọc này là mọi người để làm gì? Để cho cây nó phát triển bung ra, nó không ôm nó cao, tại vì cái này ôm thì nó sẽ lên cao hoài, là cây dừa rất là cao, không còn gọi là mini, không còn gọi là bonsai nữa nha. Nó không đẹp. Tác dụng cắt cái này để làm gì? Đó là để cho cây dừa nó đến cái tầm này, cái tầm nhỏ nhỏ là nó bung ra, nó rất là đẹp, nó không lên cao. Đây, mọi người cứ cắt nhỏ ra, nhỏ ra. Đó, nhưng mà cái bao sát trong đọt non này là mọi người xé dừa thôi, đừng xé sâu quá nha. Sâu quá nó cũng không tốt cho cái đọt non đâu. Rồi, mọi người cứ để im đây. Đó, mọi người cứ để im đây. Đây, lấy nét cho mọi người xem. Đó, như thế là chúng ta đã xử lý một giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thứ hai. Thì Linh sẽ ra từng giai đoạn clip, từng giai đoạn để chỉ mọi người. Linh sẽ tạo một cái danh sách phát ở trên kênh YouTube của Linh là cách trồng dừa bonsai từ A đến Z. Mọi người cứ vô danh sách phát đó, là mình sẽ để từng tập. Từ A đến Z, từ lúc ôm đến thành phẩm xử lý như thế nào. Thì mọi người cứ theo dõi là mọi người sẽ làm ra được một cây bonsai đẹp, tự làm ở nhà. Chơi, rất là tuyệt vời. Mọi người cứ để khô, để thế này đến khô. Đó. Đến giai đoạn khác thì mình sẽ làm một cái clip khác nữa. Rồi một điều lưu ý với mọi người là mọi người để như thế này, vừa cắt ra xong là mọi người không nên tưới nước vào đây nha. Mình để khoảng 2 ngày mình hạ tưới nước. Tại vì tưới nước nó lọt vô trong đây là nó sẽ dễ bị úng đọt lắm nha mọi người. Nếu có mưa thì mọi người đem vô nhà, đừng nên để ngoài mưa nha. Để ngoài mưa là cây chết không cứu được đâu mọi người. Một điều lưu ý rất là quan trọng cho tất cả cô chú anh chị ở chợ, ở khu đô thị mua phôi bên Linh về, là không nên tưới nước không tên nha mọi người. Nếu mọi người không có nước giếng và nước cây thì mọi người dùng nước không tên, nhưng mà mọi người phải bỏ vô cái xô hoặc là cái phi gì đấy để cho 3-4 ngày để chất tẩy clo trong nước tan đi mất nha, bay bốc hơi nha, rồi mới tưới nha. Chứ còn để mà chất clo trong nước còn thì mọi người tưới vô, bảo đảm với mọi người cây sẽ chết. Đây, xử lý rất là mau mọi người. Mọi người chỉ cần bỏ công ra khoảng chừng 5 phút là trên nè, không tới 5 phút nữa mọi người. Mọi người cứ cắt nhỏ. Một điều lưu ý là mọi người nên nhớ là những cái bẻ dưới này có khi cái mọng nó rất là nhiều bẻ ha. Mọi người cứ cắt bỏ giống như lên chừa lại một ít như thế này. Chỉ chừa 2 bẻ trên đầu để mình tước ra nha mọi người. Rồi, vậy là clip của Linh hướng dẫn với mọi người cách cắt bẻ, gọi là cắt áo ôm đó mọi người, cho cây lần đầu tiên khi cây mới nhú mầm lên như thế này. Thì kỹ thuật thì chỉ có vậy thôi mọi người. Mọi người cứ cẩn thận mà cắt, đừng có cho
cây dao nó vô cái đọt non, để vô đọt non sau này cây mọc lên sẽ có thẹo rất là xấu nha mọi người. Thì Linh cũng đó làm một cái số clip để hướng dẫn cho cô chú anh chị mình cách ôm cũng như cách xử lý cây dừa mới lên 1-2 lá mầm như thế nào. Đã phát hành 2 clip rồi, thì hôm nay Linh lại làm thêm một clip nữa là cây dừa khi chúng ta cắt, khi nó lên nhú 2 lá mầm, tét bẹ ra, rồi đến thời điểm mà chúng ta cần xử lý nữa. Thì hôm nay là cái clip thứ ba, là tập thứ ba đó, để hướng dẫn cô chú anh chị mình làm những cây bonsai đẹp nha. Ở đây mọi người, đây là cái cây dừa lần trước chúng ta đã cắt bẹ cho nó nè, thì bây giờ nó đang chuẩn bị khô rồi. Thì chúng ta tiến hành cái bước tiếp theo ha. Thì cô chú anh chị nào chưa xem tập 1 và tập 2 Linh đã phát hành, thì cô chú anh chị vào kênh tìm đến danh sách phát tự làm bonsai dừa tại nhà. Linh có để đầy đủ những tập 1, tập 2 và sau này có những tập tiếp theo thì Linh cũng để trong đó ha. Cô chú anh chị cứ vào tìm xem để tham khảo cũng như là làm theo Linh để có những cây bonsai đẹp ha. Rồi đây mọi người, cây dừa của chúng ta hồi bữa là tập trước mình đã cắt cái bao nè, cái áo ôm cho nó nè. Thì bây giờ nó bắt đầu nè khô dần rồi nè mọi người. Thì mình có thể tiến hành cái bước tiếp theo được rồi ha. Là mình tiến hành sẽ cắt bỏ những cái cọng khô mà trong bẹ chúng ta đã tách trong tập trước ha. Đó, mọi người cùng theo dõi Linh cắt như thế nào. Đó, rồi mọi người cứ làm theo thì sẽ có một cây bonsai đẹp thôi ha. Thì khi đã cây như thế này thì chúng ta phải tiến hành cắt nó đi nè. Cắt những cái bẹ khô này đi ha. Đó. Nhưng mà mọi người nên nhớ là khô đến đâu mình cắt đến đó. Đó. Nhưng mà cái này thì nó chưa khô lắm. Thì chúng ta vẫn cắt được. Chúng ta cắt chừa lên như thế này. Tốt nhất thì mọi người để cho nó khô luôn ha, cắt ha. Nhưng mà tại vì cái cây này nó phát triển hơi cao nè mọi người. Tùy thì giai đoạn nha, tùy thời điểm mọi người muốn cây dừa cao như thế nào. Thấy nó cao như thế này là tới nửa tông, nó cao khoảng nhiêu đây mọi người. Còn mọi người muốn tông cao hơn nữa thì để cho nó cao hơn nữa. Thì Linh thì cây này là cây siêu mini, gáo siêu mini, cho nên là đến đây Linh đã cắt rồi ha. Vậy là mọi người hiểu ha, nó cũng đơn giản thôi đó. Còn cô chú anh chị nào xem mà chưa hiểu lắm thì có thể liên hệ với Linh qua cái số điện thoại hoặc là Zalo của Linh để bên dưới màn hình nha. Đó, chúng ta cắt như thế này. Chúng ta cắt chừa lại một ít nha. Đó, đừng nên cắt sát nha. Còn nó đã khô rồi đó. Nó đã khô rồi thì quý vị, cô chú anh chị mình cắt đến cái mức khô đến đâu, cắt đến đó nha. Đó, đối với ở trên đây thì chúng ta cũng cắt như vậy. Chừa lại một ít luôn. Đó. Tại vì với cái cây này thì Linh không muốn cho nó lên cao nữa mọi người. Nó chỉ này thôi, tại vì cái gáo siêu mini nó có chút xíu gì à. Đó, là nó nhỏ xíu bằng những cái phôi mà Linh đã cung cấp cho cô chú anh chị mình trong thời gian qua đó. Siêu siêu mini đó. Và mấy cái phôi to mini thì tông mình chơi cao hơn. Cái bao này thì tông nó thấp mọi người, cho nên mình cắt sớm hơn nè. Đó, để nó không phát triển cao lên nữa nha. Để chúng ta kìm hãm nó khoảng nhiêu đây thôi. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta nên làm gì ạ? Đây là một cái bước rất là quan trọng. Linh xin nhắc lại là một cái bước rất là quan trọng nha mọi người. Để chúng ta quyết định là cái cây nó lùng lực và có cái dáng bung xè, cái lá bung xè cho nó đẹp ha. Thì cái cây nó đang ôm, nó ôm cái đọt non bên trong như thế này. Thì nó sẽ lên cao ha mọi người. Thì mình có một cái cách xử lý. Đó, mọi người cùng theo dõi nha. Cái bước rất quan trọng nha mọi người. Thì cây nó lên cũng cần nửa găng tay của Linh rồi. Đó. Rồi bây giờ là mọi người cùng theo dõi tiếp sau đây chúng ta sẽ cắt cái bẹ của nó như thế nào nha. Rồi cái điều quan trọng nhất đây. Mọi người sẽ cắt cái này ra. Cắt cái áo ôm này ra. Đó, mọi người đón cắt được như thế nào chưa? Thì đây. Chúng ta cắt ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đừng để cho nó phạm vô cái lá non ở trong nha. Đó. Chúng ta cắt nhẹ nhàng. Rồi. Đó, đến đây là dừng nha mọi người. Đến phân nửa cây, phân nửa cái lóng, chúng ta cứ nhắm phân nửa lóng. Sau này mọi người cắt bẹ thì mọi người cũng dùng cái cách này luôn. Thì bất cứ cái bẹ nào mọi người cắt nửa lóng. Sau này mình sẽ có cái clip mà hướng dẫn chi tiết hơn. Bước bây giờ thì mọi người cứ xem cái bước này trước nha. Đó, chúng ta cắt xuống phân nửa nè. Đó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Quý vị cắt chưa quen tay thì cứ nhẹ nhàng nha. Đó,
nửa, cắt xuống phân nửa thôi. Chúng ta lấy ra ha. Chúng ta lấy ra đây. Rồi chúng ta nhẹ nhàng lặn cái này ra, nhẹ nhàng, nhớ kìm cái này nha mọi người, không kìm là nó sẽ gãy nha, nó cũng rất là non nha. Nhẹ nhàng ra đó. Rồi ở trong đây nè, nó còn cái bẹ nè đó, mọi người nhẹ nhàng gọc, nhẹ nhàng ra ha. Đó, gọc xuống phân nửa nha mọi người, đừng nên gọc túi dưới luôn nha. Rồi lý do cắt cái này là rất là quan trọng nha mọi người. Thì đó, mình cắt chiều phân nửa để cái từ phân nửa này nó ôm, nó sẽ mọc lên, nó mọc lên á tới cái nách lá bên trong nó bằng đây mình mới cắt nữa. Thì sau này mọi người sẽ cắt y gan như vậy, cứ đến mỗi một nách lá là mọi người chiều phân nửa vậy, cho cái đọt bên trong nó mọc ngang cái nách lá thì mọi người cắt, thì lá nó sẽ bung ra rất là đẹp, rất là đều nha mọi người. Đó thì cái cách là làm là cái hướng dẫn cái kỹ thuật là như vậy. Thì đây nè, cho mọi người xem cái cây này. Đó, cây này nè, mọi người thấy lá nó ra đều không? Đây, đó, lá nó ra rất là đều. Là cái đó là cái kỹ thuật cắt, là tới nách lá mới cắt nha mọi người. Thì sau này cái clip ra kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp. Mọi người làm từ từ sẽ quen à. Thì bước đầu đây thì mọi người làm theo cái cách hướng dẫn của Linh như thế này nãy giờ ha. Đó, rồi sau này mấy cái lá này mình cũng bỏ đi rồi mọi người. Mấy cái lá đầu mình bỏ đi hết ha. Đến khi mà cái lá nó săn như thế này nè, mình lấy nè, nó mới đẹp nè, mọi người thấy không? Nó săn đều nè, mọi người thấy không? Đó, nó đều với nhau hết nè. Mọi người nhìn thấy cái cây này không ạ? Đó, nó đều, đều, đều lá hết ha. Đó, cây này là sắp thành phẩm đó mọi người. Khoảng 6 lá là Linh đã lên chậu rồi. Cái này là siêu mini, gáo rất là bé luôn. Còn đây, đây. Đó, mọi người thấy không? Lá nó đều với nhau nè. Là do mình canh đúng thời điểm để mình cắt nha mọi người. Đúng thời điểm để mình cắt cái nách lá nó sẽ bằng bằng với nhau thì nó sẽ chênh lệch một chút xíu thôi, nhìn nó rất đẹp. Còn mọi người để nách lá quá cao thì nó sẽ lâu ngày nó phát triển lên một chút nữa đó, thì nó sẽ cao lên thì nó không còn đẹp nữa nha. Như cây này mọi người thấy không? Rất là đều đó. Bây giờ Linh chỉ cần để cái nách lá trong đây nó lên bằng cái nách lá này nữa là Linh sẽ cắt tiếp tục và cắt cái bẹ này ra, và cái bẹ bên trong thì chừa phân nửa giống như bên đây đó. Linh sẽ có cái clip hướng dẫn chi tiết hơn về cái cách tiếp theo cắt kỹ thuật cắt bẹ cho cây đã lên 2 lá, 3 lá, 4 lá. Đó, còn bây giờ thì Linh hướng dẫn của chú anh chị mình là cái cách cắt xuống bẹ, những cái bẹ đã khô. Sau khi chúng ta đã cắt cái bước đầu là 1-2 lá mầm, tách bẹ ra. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm như vậy, cũng không mất thời gian mọi người đâu ha. Cũng bỏ khoảng tầm 5 phút thôi. Hướng dẫn mình nói thì nó hơi lâu. Rồi quý vị cắt xong cứ để như vậy, để khi đến nào mà cái nách lá ở trong bên trong này nè, cái nách lá này nè mọi người thấy không, bên trong này nó lên tới trên đây đó, mọi người bắt đầu xử lý tiếp. Thì là đến đó thì mình sẽ có một cái clip hướng dẫn chi tiết cho mọi người nữa nha. Đó, không là còn một cái kỹ thuật, nhiều cái kỹ thuật cắt lắm, mọi người cứ theo dõi. Cô chú anh chị nào thích làm bonsai, hoặc là cô chú anh chị mà đang ủng hộ phôi bên Linh mà văn văn chưa biết các cách làm như thế nào để ra cây bonsai đẹp, thì cứ theo dõi những clip của Linh, hoặc là nhấn cái nút đăng ký kênh của Linh. Linh đăng ký cái Linh đăng cái video mới là mọi người sẽ nhận được và xem nha. Đó, kỹ thuật thì chỉ đơn giản vậy thôi mọi người, cũng rất là mau thôi. Mọi người mà trồng ít cây á, thì bỏ ra một tí thời gian khoảng tầm 5 phút đổ lại thôi mọi người là chúng ta đã xử lý xong cây dừa rồi. Rồi mọi người cứ để như vậy. Một cái điều lưu ý lúc nào mà trong clip Linh làm clip thì cũng nói với quý vị, cô chú anh chị, thì chúng ta tưới nước dùng nước giếng hoặc là nước mưa đó. Còn nước không tên thì mọi người phải bỏ vô xô hoặc là chậu gì đó 5-10 ngày, 3-4 ngày gì đó cho nó bay hết cái chất cờ lo nước tẩy trong nước đó mọi người. Thì mọi người hãy tưới cho cây dừa nha. Đó mọi người, nếu mọi người mà tưới trực tiếp là cây dễ chết. Nhưng mà cái cây chúng ta đang cắt như thế này, bất cứ cái cây nào chúng ta vừa cắt xong thì chúng ta nên tránh nước nha. Để tầm 1 ngày, 2 ngày gì đó cho nó cắt ăn nha. Rồi nếu chúng ta tưới nước á, cắt liền, mà cắt xong là tưới nước liền, thì mọi người tưới dưới gốc thôi, đừng nên tưới cho ướt trên đây. Và tránh mưa nha, tránh mưa nha mọi người, tránh mưa.
Còn chúng ta đã để 2-3 ngày rồi thì thoải mái nha mọi người. Còn mới vừa cắt xong mà tưới nước thì cây nó dễ bị úng và chết lắm nha. Thì tiếp theo cái series mình hướng dẫn tự làm bonsai tại nhà thì mình đã ra 3 tập rồi. Cách ôm nè, rồi cách tách bẹ lúc mà cây mới vừa lên mầm lú 1-2 lá mầm nè, và cách cắt lá mầm, cách cắt lá mầm đầu tiên cho cây. Thì 3 tập mình đã phát hành rồi. Thì cô chú anh chị nào chưa xem những cái tập đó thì có thể lên kênh của Linh, vô cái danh sách phát là tự làm bonsai dừa tại nhà, thì Linh có để đầy đủ trong đó ha. Cũng như những cái tập sau này nữa thì Linh sẽ để vô danh sách phát đó hết ha. Thì hôm nay thì Linh sẽ tiếp tục tập 4, hướng dẫn mọi người cái cách cắt cho lúc mà tập 3 thì chúng ta đã cắt mầm cho cái cây lên 1-2 lá mầm vừa lú ha. Thì cái tập này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người xử lý cái cây lên 1-2 lá mầm. Sau khi cắt nó lên được bao nhiêu, nó lên được bao cao thì chúng ta sẽ cắt nó ra ha. Rồi để mình quay cận lại để cho mọi người theo dõi chi tiết hơn ha. Rồi đây mọi người, thì tập 3 thì mình đã cắt cái mầm 2 lá mầm đầu tiên cho nó ha, là cắt lần đầu tiên để cho nó bung ra ha mọi người. Thì mình không có cái cây mẫu hôm bữa, cây mẫu hôm bữa thì mình đã cắt rồi. Đó. Cây này thì nó mình đã cắt hết một lần rồi mọi người, nhưng mà nó giống như cái cây kia ha. Mọi người đừng chú ý đến cái bẹ này ha. Cái bẹ này là mình nó bị hư á, mình cắt bỏ. Nếu mình cắt bỏ cái bẹ này rồi thì nó y gan như là cây hôm bữa ha. Đó, là cây hôm bữa chúng ta có nhiều đây. Nè, mọi người nhớ không? Đó, cây hôm bữa thì tập 3 thì Linh đã cắt cho mọi người xem đó. Thì nó có bao nhiêu đây? Thì chúng ta đã cắt ra. Đó. Hôm trước thì mình cắt xuống một ít nè mọi người. Đó, cắt xuống một ít thì bây giờ ở trong nó đã mọc lên này nè. Đó. Hôm trước thì mình cắt hơi nhiều hơn chút mọi người, khoảng tầm ngang đây ha. Tại vì cái cây mẫu đó thì mình đã cắt rồi. Đó, bây giờ mình hướng dẫn mọi người là cái cây này cũng tương tự ha. Thì chúng ta xuống lá. Cắt cái này thì mình xuống lá nhiều rồi mọi người. Nhưng mà mọi người đừng chú ý những cái lá dưới đây, mình đã xuống rồi ha. Thì cái cây này là giống nhất với cái cây hôm bữa mình cắt tập 3 mọi người. Đó. Thì chúng ta có hai lá như thế này. Thì bây giờ chúng ta cắt xuống phần nữa, thì hôm bữa là cắt xuống phần nữa là cắt xuống tới đây nè. Đó, cắt xuống tới đây ha. Là mình để thời gian là nó sẽ mọc lên. Cái đọt ở trong nó sẽ mọc lên mọi người. Đây. Đó. Đó, như hôm bữa là mình cắt như vậy nè. Đó mọi người thấy không? Bây giờ cái đọt ở trong nó đã mọc lên. Tiếp theo mình xử lý như thế nào? Thì mình cắt như thế này, nếu mà cái nách lá nè. Đó, nó lên bằng với cái này. Nách lá này với nách lá này nó lên bằng thì mọi người sẽ cắt ra ha. Còn bây giờ mọi người cắt sớm để cho nó có cái bộ lá nó đồng nè, mọi người thấy không? Nếu mọi người để như vậy nè, chưa cắt ra thì nó sẽ lên nữa, thì cái lá này nó sẽ dài hơn nữa mọi người. Ha. Đó, cho nên là chúng ta phải canh, chúng ta cắt ra để cho cái lá nè, cái nách lá nó ngay đây nè mọi người thấy không? Đó. Là tới đây mình cắt được rồi mọi người. Còn tùy cây dừa nha, có cây dừa thì nó mọc lên tới trên đây cái lá nó mới bằng cái lá ngoài này. Mọi người đo canh làm sao để cái lá này và cái lá này nó tương đương giống nhau. Nè, mọi người có thể thấy nè. Đó, bây giờ là đo tới đây đúng không? Bây giờ từ nách lá nó lên, nó hai lá này nó bằng nhau đó mọi người. Nó tương đương với nhau đó. Cho nên chúng ta phải cắt ra để cho nó bung ra ha. Đó. Chúng ta cắt chừa lại một ít mọi người. Chừa lại một ít để làm gì? Nó sẽ ôm cái bẻ này, nó sẽ ôm cái đọt trong, nó sẽ lên cái tàu này nè, cái tàu này nó sẽ mọc dài ra nè. Đó, còn cái lá chúng ta thì không mọc dài nữa ha. Còn tùy cây mọi người, có cây thì như mình nói đó là nó mọc lên tới trên đây mà cái lá nó vẫn ngắn nha. Mọi người xem cây tùy cây mà để xử lý nó ha. Để sau này mình sẽ có cái clip mà so sánh giữa hai cây, mình kiếm hai cây mẫu để quay cho mọi người xem. Đó, bây giờ là mọi người cắt ra như thế này. Ha. Đó, mọi người có thể để nguyên như vậy cũng được, hoặc là có thể cắt cho nó gọn lên. Đó.
Rồi, chúng ta cắt để phân nửa như vậy. Chúng ta để cho cái nách lá này nó lên tới trên cái đụng cái nách lá này thì chúng ta mới cắt hết luôn. Đó. Mình sẽ có cái tập tiếp theo là cắt cái nách lá tiếp theo nữa mọi người. Đó, mình sẽ cắt xuống đây hết luôn. Sát xuống luôn. Là cái tác dụng là khi cái nách lá này lên tới cái nách lá này thì chúng ta cắt sát luôn thì nó không phát triển lên cao nữa mọi người, nó sẽ bằng tầm 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 cái lá này, tầm tầm như lá nào nào mình cũng canh như vậy thì sau này cái cây nó sẽ đều đẹp, lá nó đẹp ha mọi người. Còn chúng ta để quá cao cắt thì cái lá nó sẽ không đẹp ha. Đó, bây giờ trước mắt là mình xử lý cái cây này như vậy. Đó, bẻ nhẹ ra mọi người. Nhớ là mọi người giữ cái cổ nó nha. Đây nè, giữ cái tay cổ nó nè. Đó. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đợi cho cái nách này lên tới cái lá này thì chúng ta sẽ cắt ha. Còn đối với mọi người mà cái cây mà chúng ta thấy xuống lá như cái cây này nè, cái này là mình hướng dẫn thêm luôn ha, thì chúng ta nên cắt sát đi ha. Đó. Cắt cho nó sát đi luôn mọi người, mà cẩn thận nha, để nó dính thẹo nó đứt ở trong là sau này có thẹo rất là xấu ha. Đó, Linh thì cắt quen tay rồi, mọi người chưa quen tay nha, chỉ mọi người một cách cắt là mọi người bung ra như thế này. Dùng kéo nhẹ ra ha, nhẹ ra rồi cắt, vậy là nó sẽ không phạm vô cái bẹ ở trong mọi người đó. Còn mọi người đã cắt quen tay rồi thì không sao, cứ cắt như vậy như thế này ha. Chúng ta chỉ sợ thẹo ngay 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 chỗ cái cuốn lá này thôi mọi người, còn những bên đây là sau này chúng ta cắt bỏ hết nè, cái vạt này sau này chúng ta cắt xuống, ta chỉ lấy cái bẹ này thôi nè. Đó, rất là đơn giản thôi mọi người, thì mọi người cứ canh canh thấy nó cái lá nó đều đều mọi người nhắm ha, ví dụ như cái này nó bít ở trong nè, mọi người nhắm nhắm cái lá nó cuốn nó tới đâu mình cắt ra thử, nếu mà cái cuốn của nó mọi người thấy cái tàu lá nè, nó từ cái mũi dao ha lên trên thì nó bằng bao nhiêu đây, mình sẽ đo ra cái lá làm chuẩn nè, nó tới cái cuốn nó đây luôn mà nó hơi thấp hơn chút nè, nó cái này mình cắt hơi trễ đó, nó cũng tương đương cũng được mọi người, đừng để cho nó dài quá thôi. Đó, như thế thì cái lá này sau này nó sẽ không dài nữa ha. Rồi, thêm một bước tiếp theo nữa thì chúng ta cắt ra, thì chúng ta phải cắt ở trong này nữa nè. Đó, từ nách lá cắt xuống một ít mọi người. Đó, để cho tác dụng là để cho cái đọt bên trong này đó nó không ra dài nhiều nữa mọi người, nó chỉ ra tầm này thôi. Rồi, bên đây mọi người lặn nhẹ cái tay vào trong. Lặt lại. Đặt lại, cắt nó cắt nhẹ nhàng nha mọi người, nó còn rất là non ha, cho nên là cắt mạnh quá thì nó phạm vô đọt non bên trong ha. Rồi mọi người cũng dùng cái cách này giữ nhẹ cái tay nhẹ ra, nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng thôi mọi người. Đó, rồi cái bẹ này thì mọi người để giữ nguyên đó ha, cho nó bảo vệ đọt non bên trong, rồi sau này nó sẽ lên tới đây nó sẽ bung ra nữa, mình sẽ cắt y như vậy nữa. Đó, nách này lên tới đây thì chúng ta cắt cắt hết, cắt lấy cái này ra cho cái bẹ này bung ra. Đó, còn cái bẹ bên trong thì chúng ta sẽ cắt xuống phần nửa tiếp giống như cái bẹ này. Đó mọi người hiểu chưa? Rất là đơn giản đó mọi người. Thì mọi người ra trồng thì ra chăm đó, thấy nó cao cao mà cái nách lá sắp tới thì mọi người cắt. Có khi bận công việc thì để nó hơi cao chút xíu cũng được, mà mọi người đừng nên để cao quá là nó không đẹp ha. Mình cắt như thế này để cho nó lá nó đều đều với nhau nó mới đẹp ha. Rồi kỹ thuật là chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì mọi người thấy cái cây nó lên tới lúc cần cắt thì mọi người cắt thôi. Thì đó, thì tầm bỏ ra thì tại mình hướng dẫn mọi người mình nói hơi lâu thôi chứ mình bỏ ra có chừng 1 phút là cắt xong cái cây gì mọi người. Đó mọi người thấy không? Rồi, clip của Linh cũng tới đây thì cũng xin tạm dừng mọi người. Cô chú anh chị nào có yêu thích cây dừa bonsai mà muốn trồng đó, muốn trồng thì cứ liên hệ với Linh. Linh có cung cấp phôi ha, với những cây mà sắp thành phẩm và những cây thành phẩm sỉ và lẻ cho cô chú anh chị mua về kinh doanh, mua về bán lại, mua về làm để bán lại ha. Những cây sắp thành phẩm mọi người là giống giống như thế, còn như chưa vô chậu, còn những cây mà đã thành phẩm ok vô chậu cũng có hàng cho mọi người luôn, tất cả đều ship code toàn quốc cho mọi người hết ha. Thì
Linh đã quay cái series hướng dẫn trồng bonsai tại nhà, bonsai dừa tại nhà ha mọi người. Thì cái tập mình phát hành được 4 tập rồi. Đó, cái tập này là cái tập thứ 5 mà mình quay liên tiếp luôn ha mọi người. Đó, để mình đối xứng hai cây cách cắt như thế nào cho mọi người dễ biết ha. Thì đây, thì chúng ta cắt giữ lại phân nửa để cho nó mọc lên. Rồi đến khi mà cái cây như thế nào để chúng ta cắt nữa thì ở đây có hai cây so sánh cho mọi người ha. Đó, rồi bây giờ là Linh sẽ bắt đầu quay cặn lại chỉ chi tiết cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Thì cái tập 4 thì chúng ta đã xử lý cái cây như thế này. Thì chúng ta cắt xuống nè, chừa lại một ít như thế này để cho nó mọc lên. Rồi đến giai đoạn nào nữa thì chúng ta xử lý tiếp nữa ha mọi người. Thì Linh quay liên tục hai clip luôn. Đó. Nhưng mà Linh sẽ chia ra từng tập ha. Thì cây này chúng ta hồi nãy mới cắt xong là tập 4 nè. Đó, mọi người nhìn kỹ lên một lần nữa ha. Thì chúng ta cắt phân nửa, thì chừa lại phân nửa và cắt bè nhỏ trong ha, bè non trong ha. Đây. Rồi đến khi cây đã phát triển như thế này, đây, đây là cái chúng ta cắt chừa lại một ít nè mọi người, nè, chừa lại một ít nè, đây ha. Đó, rồi sau cái đoạn này nó sẽ mọc dài lên nè, nè, nó mọc dài lên mọi người thấy không? Đó. Nó sắp tới cái bè chuẩn, cái này là cái lá làm chuẩn đó mọi người. Nó sắp tới cái bè làm chuẩn rồi nè, là chúng ta cắt được rồi. Đối với cây này thì lá dài ha. Lá dài cho nên chúng ta cắt sớm chút. Còn lá ngắn như cái cây này thì chúng ta đợi tới cái nách này cắt, hoặc là thấp hơn cũng được mọi người. Thì chúng ta cắt xong là nó vẫn còn phát triển lên một phân hoặc là hai phân nữa nha mọi người. Cho nên là chúng ta nhắm nhắm vừa vừa, thấy cái lá nó vừa vừa đồng đồng đều với cái này thì chúng ta cắt ha. Cái lá này thì không được đều nè, đó. Tại cái lá này dài, cái này mình chỉ hướng dẫn mọi người thôi, chứ sau này mình cũng bỏ mấy cái lá này xuống lá để mình lấy cái gốc nữa mọi người. Cái này mình cũng xuống được hai lá ba lá nè. Đó, nhưng mà cái cách kỹ thuật là như vậy. Thì cái lá khi mà chúng ta lên đây lên cắt chừa phân nửa thì nó chừa một ít thế này thì nó sẽ phát triển cái cọng này. Cái bẹo nó sẽ phát triển lên nè, mọi người thấy bên đây cái bẹo của nó nè. Đó, nó sẽ phát triển cao lên vậy. Đó, còn cái chỗ này là cái chỗ hồi trước chúng ta cắt nè, mọi người thấy không? Đó, nè, cái chỗ này cắt nè mọi người. Nè, đó, đối với cây này thì chúng ta đã phát triển được vậy thì chúng ta tiến hành cắt tiếp ha. Cái cây này là cái cây dừa tam quang, dừa dứa tam quang màu vàng rất là đẹp mọi người. Đằng kia mình có hai cây to. Đó mọi người thấy không? Đó, thì chúng ta sẽ, nó lên như vậy thì chúng ta cắt nè. Tiến hành cắt tiếp tục. Giai đoạn tiếp tục ha. Cái này mình tạm gọi là giai đoạn cắt cho bẻ bung xè lần 2 ha. Rồi tới lần 3, lần 4, lần 5 thì mình từ từ mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp ha. Đó, mọi người cắt sát xuống luôn. Rồi, đó, cẩn thận nha mọi người, cắt nhẹ nhàng. Để nó phạm vô cái bẻ bên trong là sau này có thẹo xấu lắm ha. Đó. Rồi, mọi người nhẹ nhàng bung ra ha. Đây. Mọi người chú ý kỹ nha, bung ra. Rồi, chúng ta nhẹ nhàng cắt nè. Đó, nhẹ nhàng cắt, lấy cái bẹ này ra luôn. Lấy cái áo ôm nè, cái này gọi là cái áo ôm của nó mọi người. Đó, nhẹ nhàng cắt, đừng để phạm vô bên trong nha, bên trong còn rất là non đó. Đó, mọi người cắt chừa lại một ít, chừa lại một ít như vậy nha mọi người. Đừng cắt sát quá nha, sát quá thì cây mất sức có thể chết nè. Rồi đến khi nó khô khô thì chúng ta sẽ dọn vệ sinh cho nó sao nữa ha. Đó, rồi chúng ta cắt xuống như vậy, dùng tay giữ cuốn lá bẻ nhẹ ra. Rồi chúng ta sẽ gập nhẹ lại nữa, gập lại cho cái bẻ nó bằng cân đối đẹp mọi người. Đó, sát nhau ha, gập nhẹ lại, nhẹ nhàng gập cho nó sát vô. Đó, bẻ nó sẽ đẹp lên rồi mọi người thấy không? Đây nè. Đó, tạm thời mình để cây này qua đây ha. Rồi tác dụng để cắt cái bẻ này là bây giờ mình tạm gọi là cắt bẻ cho bung xè lần hai ha. Cắt bẻ bung xè lần hai thì tác dụng chúng ta cắt như thế này nó sẽ không ôm cái bẻ này lên cao nữa mọi người. Nó không vượt lên cao, vượt quá thì nó cao hơn cái lá này. Đó, mọi người hiểu chưa? Thì chúng ta chừa lại một miếng nè,
nó vẫn còn phát triển đó người, tại còn một miếng này nó phát triển lên ít nữa. Nó đối với cây này thì cái lá dài quá mình cắt sớm, thì mọi người cứ coi ha, nếu đối với cây dừa lá nhỏ, lá đã săn như thế này thì mọi người đợi gần tới nách mọi người ha, cắt ha mọi người, nó còn phát triển thêm chút xíu nữa mình cắt chừa nhiêu đây nè. Còn đối với cây này lá dài thì cắt hơi sớm chút đó, để cho cái lá nó đồng đều với nhau. Rồi chúng ta cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cái này ra nữa nè. Đó, dẫn như cái bước cắt lá bông xè lần một mọi người, thì chúng ta cắt nhẹ nhàng đó, chừa lại một ít tiếp ha, nhẹ nhàng mọi người đó, đừng cho phạm vô đọt non bên trong. Bên đây cũng vậy ha đó. Mỗi ngày thì cô chú anh chị nào chơi thì đi ra dành khoảng vài phút rồi mọi người, trồng ít thì vài phút là cắt xong rồi, còn mình làm nhiều thì cho nên mình cắt cũng hơi lâu, mỗi ngày mình cắt rất là nhiều cây mọi người đó, nhẹ nhàng cái mình bẻ ra ha đó. Rồi đó mọi người thấy cái lá nó bung ra đẹp chưa. Rồi cái này kéo xuống, kéo nhẹ nhàng thôi mọi người, cái này mình có thể để kéo xuống để nguyên vậy ha, còn mọi người cũng có thể làm gọn, cắt nhẹ nó một chút rồi nó gọn lại ha. Đó, nó vẫn như cách cắt bẹ một, cách cắt bẹ lần một cho bông xè lần một thôi mọi người, thì tới lần hai này nó cũng giống vậy. Rồi chúng ta sẽ đợi đó, chúng ta sẽ đợi cái đọt bên trong, cái nách lá này nè, cái nách lá này của cái đọt bên trong nè, nó lên tới trên đây thì chúng ta sẽ cắt tiếp nữa, thì cắt cũng giống vậy luôn mọi người, thì cắt cái bẹ bên trong nó cũng chừa lại một khúc giống như cái bẹ ngoài bên đây. Còn đối với cây đó là đối với cái cây mà lùng vậy ha mọi người, cái lá nó lùng sẵn rồi. Còn đối với cái cây lá dài như thế này đó, thì chúng ta tiếp tục cắt xuống nữa ha, cắt xuống ít nữa đó mọi người, nhắm cắt làm sao mà thấy được cái cổ lá, cái nách lá bên trong, nách lá non bên trong ha, để cho nó bung ra, nó không được lên cao nữa mọi người, nó chỉ phát triển cái bẹ này thôi, nó không lên cao nữa ha. Đây, xuống nữa mọi người. Mọi người đừng lo, cứ cắt đây vài bữa là nó sẽ phát triển cao lên nữa mọi người. Nè, cái khúc này, cái đọt này mình chừa bây dai đây, chắc vài bữa nó sẽ cao lên nữa. Đó, cắt nhẹ mọi người, bẻ ra. Đó, bẻ nhẹ ra ha. Nhớ giữ cuốn nè, giữ cái cuốn không thôi bẻ nó gãy nha. Đây, mọi người thấy không? Cái nách lá của nó nằm sâu ở dưới lắm, cho nên là sau này cái lá nó rất là dài. Mọi người cắt sát sát xuống, đối với cái cây lá dài như vậy. Còn những cái cây lá nhỏ nhỏ như cây bên đây thì mọi người cắt, nói chung là mọi người nhắm làm sao cắt cho nó vừa tới chỗ cái nách lá non bên trong, để cho nó bung ra, nó chỉ phát triển cái tàu thôi, cái lá nó không lên dài nữa mọi người. Đó, cái đó thì dễ hiểu rồi ha. Rồi khi mọi người cắt vậy, để nguyên vậy, tại vì bên trong còn non, mọi người đừng bẻ ra nữa nha. Đó, rồi mọi người lại quan sát hàng ngày, ra chăm sóc tưới nước, quan sát thì tới cái đọt này bên trong, cái nách của nó, cái nách lá này nè, lên khoảng tầm này hoặc là tầm này, mọi người cứ can lấy cái lá nào làm chuẩn thì mình làm theo như vậy hoài ha. Thì cái lá này Linh sẽ cắt bỏ nè, đó Linh sẽ lấy cái lá này làm chuẩn nè, sau này Linh sẽ cắt bỏ cái lá này, cho nên là cái lá này sẽ làm chuẩn tất cả những bẹ sau này ra, thì tới chỗ này cái nách lá non bên trong tới cái bẹ này là bẹ chuẩn. Mọi người sẽ tiến hành cắt thế hoài thì cái cây nó sẽ đều và đẹp ha. À, bị thẹo mọi người, mỗi lần làm clip với mọi người là hay hư cây lắm. Tại vì để cái máy quay nè phải chồm tới để cắt nè, nó không được chính xác mấy, nó bị thẹo nè. Nó mọi người thấy không, cái thẹo như thế này thì sau này cái lá nó ra nó sẽ có thẹo mọi người đó. Mọi người nên cắt cẩn thận ha. Cây này thì dừa dứa tam quan mọi người, dứa vàng rất là đẹp ha. Rồi cái kỹ thuật cắt là vậy thôi mọi người, rất là đơn giản, rất là dễ thôi, đó. Ai cũng có thể làm ở nhà được hết, chỉ cần tỉ mỉ chút xíu là làm được ha. Đó, thì mọi người thấy hai cây này không? Thì sau khi chúng ta cắt như vậy thì nó đã lên tới trên, thì chúng ta sẽ cắt tiếp tục giai đoạn bung xè lần 2 ha. Đó, người tới nó lên nữa thì mình cắt giai đoạn bung xè lần 3, lần 4, lần 5, lần 6. Đó, đến 5-6 lá. Chúng ta dưỡng được 5-6 lá là cây đã thành phẩm rồi mọi người, là đã rất đẹp rồi. Còn có chú anh chị nào thích chơi nhiều lá nữa thì tới
cắt bông sen lần 6, lần 7, lần 8 đó, có thể nhiều lá hơn ha. Rồi, kỹ thuật là như vậy thôi mọi người. Thì cô chú anh chị nào yêu cái dừa bonsai thì ủng hộ Linh qua cái kênh YouTube, thì coi đó có xem thì đừng quên chia sẻ cái clip, những cái clip video của Linh đăng, ủng hộ Linh ha, cũng như nhấn like và subscribe và để lại ý kiến của mọi người bên phần bình luận video ha. Đó, hoặc là mọi người yêu cầu Linh chỉ cách như thế nào đó thì Linh sẽ thực hiện những cái clip chỉ hướng dẫn mọi người biết gì, chỉ nấy, chỉ tận tình cho mọi người hết ha. Thì đây mọi người, Linh cũng có cung cấp những cái cây cho cô chú anh chị về tự lên chậu rồi tự chăm sóc cho nó ha. Đây, cây sắp thành phẩm, cây này là cây sắp thành phẩm mọi người, cây này đã thành phẩm, chuẩn bị vô chậu. Mọi người thấy cái gốc không, rất là lâu rồi mọi người, xuống gốc rất là lâu rồi ha, rất là đẹp ha. Linh chuẩn bị lên chậu nè, những cây lên chậu thì Linh ship cho khách hết rồi, cho nên là hôm nay không có cái cây để cho mọi người xem. Thì nó cũng tương tương vậy thôi, mình lên chậu rồi mình dọn vệ sinh rễ nè, mình sơn gáo ha. Thì Linh có cung cấp cây sắp thành phẩm là tầm 3 lá và một mầm, cũng như là 3-4 lá mọi người. Về mọi người chăm sóc khoảng vài tháng là nó dưỡng thêm 5 lá, 6 lá là mọi người đã có cây thành phẩm rồi ha. Rồi lúc đó chúng ta sẽ nâng rễ lên chậu theo ý muốn của mình. Đó, mọi người yêu thích thì Linh sẽ ship cho mọi người những cái cây như thế này. Đó, mọi người về chăm sóc rồi lên chậu, tự lên chậu theo ý muốn của mình ha. Đó, Linh ship nguyên cái chậu đen như thế này mọi người, cho mọi người ha. Đó, cái này gáo rất nhỏ, rất đẹp nè. Mọi người có thể kết bạn Zalo trên số, hoặc là liên hệ qua số điện thoại, kết bạn Zalo với Linh. Linh để bên góc phải màn hình nè mọi người. Đó, kết bạn với Linh rồi Linh sẽ điện video phone trực tiếp cho mọi người ha. Mọi người xem cây muốn lấy gáo nhỏ, gáo to thì Linh sẽ tư vấn, mọi người thích cây nào thì Linh ship cây đó. Còn đối với cây thành phẩm như thế này thì Linh cũng cung cấp luôn, mọi người về chỉ cần lên chậu vệ sinh cho cái rễ của nó ha, xong xuôi là sơn gáo nè, sơn cái gáo thì chúng ta sẽ có cây bonsai đẹp mọi người. Cây này là thành phẩm rất là đẹp nè mọi người thấy không. Cây này là Linh làm 2 tầng, tức là Linh làm 1 tầng lá nhỏ và 1 tầng lá to, bên trong này nó đang ra cái lá to nữa là nó đồng đẹp rồi nè mọi người. Đó, dưỡng cái lá này lên thì tầm 1 tuần cái lá này lên này, như vậy là chúng ta đã thành phẩm rồi. Đó, người thấy không, bông sen rất đẹp nè. Đó, còn Linh cũng có cung cấp lên chậu sẵn, sơn gáo sẵn cho mọi người luôn mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu thì đặt trước Linh, thì Linh sẽ lên rồi sẽ gửi cho mọi người. Đó, cái này rất là đẹp mọi người, gửi rất là nhiều ha. Nè, mọi người xem này, gửi rất là nhiều luôn. Đó, cái gốc của nó thì rất to mọi người. Cái này mọi người về mua một cái chậu để vô là rất là đẹp luôn. Những cây mẫu như thế này rất là nhiều mọi người. Linh chưa có lên chậu kịp, dưới cũng có khách đặt thì Linh mới lên chậu. Còn những cái cây này thì Linh để cho nó nhiều lá hơn nữa, là để chúng ta làm một cái tác phẩm bonsai đẹp hơn nữa mọi người, là đỉnh hơn nữa mọi người. Cái gốc rất là cao nè mọi người thấy không. Đó, thì có đủ cây hết mọi người. Thì cô chú anh chị muốn yêu thích cái loại nào thì cứ điện trực tiếp Zalo cho Linh. Đó, Linh sẽ cho mọi người xem trực tiếp luôn. Đó, mọi người thích cái nào Linh ship cái đó thôi. Đó, Linh ship cốt toàn quốc cho mọi người luôn ha. Rồi cô chú anh chị nào mà muốn tự tay mình trồng từ nhỏ tới lớn, nhìn cây phát triển hàng ngày thì phôi, mua phôi, Linh cũng có cung cấp phôi luôn. Phôi đánh bóng và chưa đánh bóng. Đó, để mình lấy cái phôi cho mọi người xem ha. Đây, Linh có cung cấp cái phôi luôn mọi người. Đây, cái phôi như thế này ha, có mầm lên khỏe, có rễ ha. Đó, mọi người nếu mà muốn đánh bóng thì Linh đánh bóng cho mọi người, còn chưa không đánh bóng thì cái phôi như thế này về mọi người tự đánh bóng ha. Đó, đây phôi mầm to khỏe, ôm chất lượng luôn mọi người. Đó, nè cái cây này rất là đẹp rồi, nó lên ngay 2 con mắt nè. Đó, mọi người chỉ cần để dây ôm thôi, nó phát triển lên là sẽ làm theo những bước, những tập 1, tập 2, tập 3 Linh có hướng dẫn hết rồi, tước bẻ như thế nào, làm như thế nào, thì mọi người cứ theo dõi kênh YouTube của Linh ha.
Thôi clip của Linh xin tạm dừng ở đây mọi người, clip khá dài rồi. Có gì cô chú anh chị nào yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo cũng như số phone của Linh để bên góc bên phải màn hình ha, hoặc là trong phần mô tả cũng có nữa mọi người. Đó, thì liên hệ trực tiếp với Linh, thích cây nào Linh ship cây đó thôi mọi người. Rồi, clip xin tạm dừng mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip bonsai dừa lần sau nữa ha. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là nhiều may mắn cũng như là đạt được hiệu quả tốt nhất ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người ha.